À, chào các anh em đang xem miền Tây Sula. nay là sáng đầu tuần, ngày thứ hai, ngày 19 tháng à, 9 2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng. Thì à, báo cáo với anh em ngày hôm qua ngày 18 do mình đi à, mỗi cài nam mình lắp một hệ độc lập. Cho nên là mình à, không có gói đèn được cho anh em. À, mong anh em thông cảm, mình à, trễ à, một ngày ha, mình trễ à, gửi hàng cho anh em một ngày. Sáng nay thức dậy sớm và cố gắng làm thật là nhanh. Thì à, mới sáng sớm anh em, mặt trời mới lên. Rồi. Mặt trời mới lên ha Hy vọng bữa nay trời sẽ đẹp Không có âm u nữa Ngày hôm qua đi làm nhưng mà bị mắc mưa nhiều lắm nè Thì um, Trước mắt anh em là một cái JD80 à, Để gửi cho anh Phạm Trọng Tính Ở uh, khu dân cư Vạn Phát, phường Cái Khế Ninh Kiều, Cần Thơ Thì anh uh, Phạm Trọng Tính này Anh mua hàng biết nhiều lần nói <laughs> Mà mấy lần trước anh mua uh, Nhiều thứ quá, giờ mình cũng không nhớ anh mua cái gì nữa Nhưng mà mình biết là anh mua rất là nhiều thứ rồi Thì cảm ơn anh Tính rất là nhiều Lần này anh quay lại với một cái CD80 giá 600 cành phí vận chuyển rất rẻ, khoảng 35 tới 40 ngàn thôi, không có nhiều đâu à, Lúc này mình có phí vận chuyển rất là tốt từ bưu điện nha anh em Thì à, trở lại với cái con CD80 w này à, Từng một thời làm mưa làm gió trên kênh mình anh em à, Lúc này thì nó rạp rạp xuống rồi, nhưng mà anh em vẫn còn mua lai ra nhiều Ví dụ như nãy mình cũng mới gói một con nè Nè tám 80 w mới gói được một con ha rồi giờ gói một con nữa là hai con đấy không biết giờ chiều còn con nào nữa không. Lúc này là lai rai nha anh em, còn lúc trước là nhiều lắm, anh em mua thùng thùng không à. Thùng uh, 6 cái đó, mọi người. Anh em mua nguyên thùng 6 cái về bán lại cho khách thì mình có thể để cho anh em giá tối ưu nhất hoặc là mình bao phí vận chuyển cho anh em nha. Mua một thùng 6 cái là mình bao phí vận chuyển cho anh em ha. Đó uy tín luôn. Uh, thì uh, bây giờ uh, cái đèn này á là GDIAN nó chỉ có một kiểu này thôi. Anh em muốn cái uh, công suất nó lớn hơn thì không có. Thùng của nó nè anh em, CD6128 đó thì uh, cái này mình báo là 80W nha giá 600 cành đó anh em thấy đầu báo giá 100W hoặc là 250W thì không đúng nha cái này là GD80 thôi đấy cấu hình của nó thì 8 pin 3 tất rửa vuông 18W cái này là nó dính keo nha mọi người chứ không phải pin trầy nha anh em dính keo pin là không bao giờ có trầy chỉ dính keo thôi uh, bộ pin lưu trữ 10 bây giờ 120 con ếch MD5730 màu sáng màu trắng và màu đỏ anh em uh, có thể uh, dùng màu trắng để em ta pha trong nhà Thấy không rất là sáng nha mọi người hoặc là dùng màu đỏ để tôi gắn ngoài chuồng đuổi mũi thì nếu anh em gắn cái đèn này ở ngoài ở trong nhà đi thì khi mà đi ngủ anh em tắt thì cái đèn này không bao giờ hết pin còn cái vấn đề mà cái đèn này cháy sáng đêm á ánh sáng màu trắng này cháy sáng đêm á, ánh sáng màu đỏ thì chắc chắn là sáng đêm rồi thì màu đỏ nó nhẹ điện còn ánh sáng màu trắng này nè anh em muốn sáng đêm á thì à, ngày đó là phải ngày, ngày nắng mới được ngày nắng ha tấm pin nó sạc đầy cho bộ pin lưu trữ thì mới sáng đêm được còn nếu mà đó là ngày mưa thì khoảng tới ba sáng cái đèn nó sẽ sụp xuống 50% và nó duy trì tới sáng. Đó đó là cái sự quan sát của mình về cái đèn này trong những tháng vừa qua và anh em mua nhiều. Anh em cũng có kể cho mình nghe về cái vấn đề vận hành của cái đèn này. Nó như vậy. Đây. Thì mình nhắc lại là mình đang bán 600 cành, rất là đơn giản luôn ha, rất là rẻ luôn. Giá vận chuyển từ 350 à 35.000 tới 40.000 nha. Đấy anh em đam mê thì cứ liên hệ mình mình sẽ rất là sẵn lòng để gói hàng cho anh em à, lúc nào cũng có hàng này ở trong nhà để bán cho anh em đó nè theo không hàng ok cho mọi người đèn đã sạc ok rồi nha Đấy. À, đèn này thì sáng nha mọi người sáng ngon lành nha anh em treo trong nhà là khỏi chơi á chụp trên nóc nhà xuống ha ở à, những anh em nào mà thích chụp nóc nhà xuống chụp máy tiền chế xuống hay là treo ở cổng ở à, chụp ở trên cái đầu cổng xuống tại ờ đèn phụ kiện nó đầy đủ ráo à anh em về lắp thôi nó có cái nào đen đen để anh em gắn vào sau đuôi của đèn để chụp cái đèn xuống ha các cái ốc vít ốc chuồng chuồng nữa đầy đủ hết ha đó giá 600 cạnh bộ thôi rất là rẻ ha anh em đèn năng lượng thường nó mắc lắm mà những cái bộ 600 ngàn này là anh em thấy là là giá không thể nào tốt hơn được nữa ha giá quá tốt rồi à, 600 ngàn bạc thôi ha thì đam mê cứ liên hệ mình bữa nay mình làm video không dài lắm lý do là à, tại vì mình bữa nay có rất là nhiều đèn mình phải tận dụng thời gian để mình gói đèn anh em mình gói giờ tới chiều chưa xong nữa thôi mình uh, xin kết thúc video ở đây mình uh, xin chào anh em hẹn gặp anh em ở những mặt hàng lần sau nhé đam mê cứ liên hệ mình 0766874311 nha mình uh, uh, mình mình uh, gói cái này thì nói chung là đó, anh em thấy mình chuẩn bị mốt số không đó để em bên trong bên ngoài cái đèn rất là kỹ lưỡng để cho cái đèn nó an tâm tới tới, tới tay anh em nhé đam mê liên hệ mình đi chứ cái đèn này có 600 ngàn là rất là rẻ rồi đó mình muốn có lên giá nha anh em ở sau này nó sẽ lên giá nữa đó Tại vì cái đèn này chất lượng dày mà 600.000 thì mình thấy là ok rồi, tấm pin này anh em mua tấm pin 18w này anh em mua cũng 250 rồi rồi bộ led 120 con đó anh em mua cái vàng đó hơn trăm ngàn nè ở cái là 50 nữa hai trăm rưỡi trăm ngàn ba trăm rưỡi 50 là 400 ha 400 với cái chóa này anh em cái chá cái thân nè là trăm ngàn nữa 500 bộ pin lưu trữ 10 bây giờ trăm ngàn nữa là 600.000 anh em cho nên mình bán ra 600.000 nhưng mà trên thị trường có rất nhiều giá nha anh em Có nhiều người ta bán cái này 750, 900 ngàn nữa nha mọi người Thì anh em mua hàng thì cứ lựa chọn Cái chỗ nào anh em cảm thấy uy tín và và an tâm thì anh em mua thôi Chứ còn giá cả mình thấy nhiều chỗ bán lệch giá lắm nha Đó, Đam mê liên hệ mình 076 687 4311 nha